Bạn ơi, hôm nay ở nhà chống dịch, không có ít có đi quay với bạn. Bây giờ ở nhà lâu nhà, ghé dọn thôi, giờ lấy bàn visa tự chế mình ra mình chơi các bạn. Chơi cho qua ngày mùa dịch 15 ngày các bạn. Cái bàn tự chế này chơi. Xong giờ tôi chơi một mình thôi à. Đây ở nhà chống mùa dịch nên không biết làm gì, mình sẽ cho bạn bây giờ cho mình luôn các bạn. Bớt qua cái mùa dịch thì đi quay tiếp lại các bạn. Giờ hạn chế ra đường thôi, như mình ở nhà mình chơi bài bây giờ cho qua ngày qua tháng các bạn. Trong cho hết dịch đi, đừng đi làm kiếm tiền các bạn. Giờ ở nhà quay, rồi ở nhà chơi này cho đỡ buồn các bạn. Chơi một mình à, chứ cũng không có ai các bạn. Thôi giờ tôi để cái máy vậy, tôi quay vậy, tôi chơi các bạn.
Chế cái
cái bàn khác các bạn, cho nó nặng hơn một tí các bạn. Bàn này mềm quá, đá nó không chạy, hai bên mẫu mà. Bây giờ tới đây tôi dùng cái giấy các bạn, nếu vô đừng phía sơn chi vlog, chọc ra các bạn, và để bóc chế lại cho làm.